Làm gì đó Tấm ơi, ra kêu cái gì đây? Phơi cái ghế cho con xong rồi khô rồi bà đem đi cho con nằm không? Đái ướt nhẹp hả? Đó, đây là ngô gia của các bé. Sen có nuôi 7 thùng cá betta nha, cá 7 màu, cá betta. Đây là khu vườn nhỏ của Sâu ẹ, biểu qua sâu ẹ, sâu sâu, sâu. Sâu ơi. Đây là vườn mèo, đúng nghĩa vườn mèo luôn nha. Bạc hà nè, khế đồ nè. Hàng xóm mở nhạc nghe hay ghê không? Làm thèm đi miền Tây quá. Anh ốm, làm gì cạo đó con? Cạo cái phát tài vậy luôn hả? Cạo riết banh cái lá luôn. Su su xa xa. Anh bé đốm kìa. Thêm thị gơ nữa nè. Thị gơ leo cây nè. Gơ gì dĩ mấy em leo cây con. Chỉ con mày leo cây đi. Em bé đốm trong bụi phát tài, trong cây leo lên phát tài khế. Có hai chậu đinh lăng của mình, trời nó làm ngã hai chậu đinh lăng luôn rồi. Khế rụng, khế rụng. Trời ơi, đi xa leo cây thấy cân vậy xa. Bé ghê. Ở leo cây thấy cân rồi. Xa, được ra ngoài chơi sướng hay sao? Đây là đúng nghĩa vườn mèo luôn. Thầu ơi. Bé Sa nè, bé Sa nè, khế nè, đó khế, đó khế 4 tháng tuổi, Sa được 2 tháng rưỡi, như Sa được 10 tuần. Sa đẻ hả? Sa đẻ rồi kìa, đẻ vào đây đi khỏi mua cát. Vậy sao ai mà leo lên ngồi tỉnh bơ vậy? Ngày mai bán cho trai mua thịt cho con ăn nha, thịt heo ha. Chị lắm chú, anh đi đếm đẹp trai dính cái gì vậy con? Dính lại hả? Đen thò lùi luôn. Trời, leo lên cái nắp thùng nồi hồ cá nằm kìa. Trời, đếm đẹp trai. Liên gơ nè, liên gơ nè. Anh đếm đẹp trai nè, anh đếm ơi. Anh biết đếm. Đếm đẹp trai. Đếm đẹp trai mặt con. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đốm mũi đỏ nha. Đốm mà mũi đỏ là đốm khóc, còn đốm mũi hồng mới đúng là đốm nha. Cái bé Tiger nè, con của mẹ Mimi chim cúc mà. Nè, quánh lộn với mũi đen hồi lùi. Gơm mũi màu hồng chứ bộ. Tại quánh lộn thôi nên bị chóc da mũi. Thương lắm á, bé gơ nè. Công chúa bé gơ kìa. Nhà bị lấy rau muống cho tụi con nghe. Đi ra vựa rau lấy rau muống cho tụi con về ăn nha. Biết rau muống gì cho tụi con luộc cho tụi con ăn nha. Em bị đếm. Ở nhà đếm nha, nhà cho với em nha.